Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn vừa có buổi làm việc với Trung tâm Y tế quận về việc quản lý và theo dõi người về từ vùng dịch và công tác tiêm vaccine. Từ ngày 1 tháng 10 đến 11 tháng 10, quận Ô Môn ghi nhận có 853 người về từ các địa phương có dịch được bố trí địa điểm tiếp nhận và tiến hành xét nghiệm sàng lọc đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua đó phát hiện 13 ca F0 được đưa đi điều trị, các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo đúng thời gian quy định đối với từng đối tượng. Hiện công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 của quận chỉ đạt 25,2% bao phủ mũi 1 và 6% tiêm mũi 2 trên toàn dân. Để kịp thời công tác tiêm chủng khi quận được thành phố phân bổ vaccine, quận đã chuẩn bị nhân lực tiêm với số lượng từ 3.000 đến 5.000 liều một ngày.